Bạn là dân thích xê dịch và mong muốn có trải nghiệm bay thoải mái nhất. Bạn là người yêu du lịch và luôn mong chờ những chuyến bay. Vậy bạn đã thử hạng vé Skybox Business của Vietjet chưa? Nếu chưa thì hãy xem hết video để xem có gì đặc biệt của hạng vé dành cho người dẫn đầu này nhé. Với hạng vé này, các bạn sẽ được trải nghiệm những đặc quyền như làm thủ tục tại quầy riêng với 18kg hành lý xách tay và 40kg hành lý ký gửi. Hành lý của các bạn sẽ được gắn thẻ ưu tiên để được nhận sớm khi hạ cánh và được ưu tiên qua cửa an ninh. Các bạn đừng bất ngờ với phòng chờ của Skybox Business nhé. Các bạn sẽ được nghỉ ngơi trong một không gian vô cùng sang trọng và riêng tư với các món ăn được phục vụ rất là chất lượng luôn. Ở đây có hẳn một chiếc ghế massage để bạn thư giãn trong lúc chờ chuyến bay nữa đó. Ngồi từ phòng chờ nhìn ra, bạn có hẳn một chiếc view đắt giá, có thể nhìn toàn cảnh máy bay hạ và cất cánh luôn. Đến giờ lên máy bay, hành khách Skybox Business sẽ được một chiếc xe riêng vô cùng thoải mái đưa đón tận nơi. Với chỗ ngồi ở các hàng ghế đầu, không gian vô cùng riêng tư sẽ giúp các bạn có được cảm giác thoải mái nhất trên suốt chuyến bay dài. Các ghế ngồi của hạng vé Skybox Business đều có thể ngả 180 độ thành dương phẳng và bên tay ghế đều được thiết kế các nút bấm để điều khiển ghế theo tư thế mà bạn mong muốn. Hành khách của Skybox Business sẽ được phục vụ một thực đơn riêng và 9 món trong thực đơn hiện tại. Ngoài ra còn có món khai vị, món tráng miệng như rượu vang, trà hoặc cà phê và một gói mắc ca ăn kèm. Chắc chắn các bạn sẽ không thể nào quên được chất lượng 5 sao đẳng cấp tươi ngon của các món ăn trên chuyến bay Skybox Business đâu. Không chỉ đối với hành khách hạng vé Skybox Business và đối với các hạng vé khác, tiếp viên hàng không nhà Vietjet luôn có một tác phong làm việc nhanh nhẹn, chuyên nghiệp và rất tận tâm. Skybox Business, đặc quyền dành cho người dẫn đầu. Vietjet thôi.